Dạ, Hoa Kiển Công Danh mến chào quý cô chú và anh chị em đang xem kênh là TK Bonsai à. Em tên là Công Danh à. Số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em. Hôm nay em lên clip mới nha anh chị em, là bông trang với nguyệt quế nha anh chị em. Mong anh chị em xuống bếp và ủng hộ em. Giờ em xin phép vô cây số 1. Cây này cây trăng đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cây trăng đỏ lá nhỏ. Chiều cao nó 19. Cái hoành nó 16. Cái này có giá là 350 ngàn nha anh chị em. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 2. Cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ. Chiều cao nó 24. Cái hoành nó cũng 16. Cái này cũng có giá là 350 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao 20. Cái hoành 16. Cái này cũng có giá là 350 ngàn. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Số 4, số 4. Tiếp theo là mã số 4. Cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn nha. Chiều cao 20. Cái hoành cũng 16. Cái này cũng có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 5. Chiều cao 25. Cái hoành 14. Mấy cây này nở cũ lắm nha anh chị em. Cũng có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 6. Cũng là trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao 20. Cái hoành 17. Cũng có giá là 350 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 7. Chiều cao 19. Cái hoành 16. Cái này cũng có giá là 350 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 8. Cũng là trang đỏ lá nhỏ. Chiều cao 20. Cái hoành 23 cũng có giá là 350 luôn. Tiếp theo là mã số 9. Cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao 26. Cái hoành 19 cũng có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 10. Cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao 22. Cái hoành nó 17. Cái này cũng có giá là 350 ngàn. Tiếp theo là mã số 11. Cây này cây trăng nhật nha anh chị em. Chiều cao 20. Cái hoành 21. Cái này cũng có giá là 350 ngàn luôn. Bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 12. Cũng là cây trăng nhật. Chiều cao 27. Cái hoành 17. Cái này cũng có giá là 350 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 13. Chiều cao 23. Tán ngang nó được 31. Cái hoành nó 20.
cũng có giá là 350.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 14, chiều cao 25, tán ngang 35, cái hoành 17, cũng có giá là 350.000, cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 15, cũng là cây trang nhật, chiều cao 21, tán ngang 32, cái hoành 15, cây này cũng có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 16, chiều cao 20, tán ngang 33, cái hoành 18, cái này cũng có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 17, chiều cao 21, tán ngang 27, cái hoành 20, cũng có giá là 350.000 luôn. Tiếp theo là mã số 18, chiều cao 27, cái hoành 20, cái này cũng có giá là 350.000, cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 19, cũng là cây trang nhật, chiều cao 24, tán ngang được 29, cái hoành nó được 17, cây này mã số 19 có giá 350.000 luôn. Tiếp theo là mã số 20, cũng là cây trang nhật, chiều cao 23, tán ngang nó được 30, cái hoành nó 18, cũng có giá là 350.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 21, cái này cây nguyệt quế nha anh chị em. Mã số 21, nguyệt quế, cái này lá sắn bông chùm nha anh chị em. Chiều cao của cái này được 69, cái hoành nó được 30, cái này mã số 21 có giá là 750.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 22, cũng là nguyệt quế luôn, lá sắn bông chùm, chiều cao được 84, cái hoành nó được 36, cái này cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị em. Mã số 22 có giá 1.100.000, cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 23, chiều cao được 98, cái hoành được 33, cái này mã số 23 nha anh chị em, cũng có giá là 750.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 24,
cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn. Chiều cao được 68. Cái hoành được 32. Cái này có giá 500 ngàn anh chị em. Mã số 24 anh chị em. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 25. Chiều cao được 87. Cái hoành được 34. Cái này cây mai anh chị em. Mua cây mực quế được cây mai. Mã số 25. Cái này cũng có giá là 750 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Ok. Tiếp theo là mã số 26. Chiều cao được 97. Cái hoành được 36. Mã số 26 anh chị em. Cũng có giá là 750 ngàn. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 27. Cây này gió lùa. Chiều cao được 83. Cái hoành nó được 39. Cái này có giá 1.100.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 28. Chiều cao được 79. Cái hoành được 39. Cái này có giá 950 ngàn anh chị em. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 29. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Cây này cây gió lùa. Chiều cao được 83. Cái hoành 40. Cái này mã số 29 có giá 1.400.000 anh chị em. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 30. Cũng là nguyệt quế. Lá sắn bông chùm luôn. Chiều cao nó được 102. Cái hoành được 41.
Mã số 30 này nó cũng có giá là 1.400.000 anh chị em, cũng bao ship toàn quốc luôn. Để xuống đất đi ha. Tiếp theo là mã số 31. Cũng là nguyệt quế. Lá sắn mông chùm. Chiều cao 109. Cái hoành này được 48. Cái này có giá 2.700.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 32. Cũng là nguyệt quế. Lá sắn mông chùm. Chiều cao được là 98. Cái hoành được 36. Cái này mã số 32, có giá 1.500.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, em đổi cây. Tiếp theo là mã số 33. Chiều cao của cái này được 90. Này nguyên bệ đế đặt luôn nha anh chị em. Cái hoành được 47. Này mã số 33 nha anh chị em. Này có giá là 2.100.000. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Rồi qua tiếp cây bự đi. Tiếp theo là mã số 34. Cái này cũng lá sắn bông chùm luôn chị em ơi. Chiều cao 1,5 m chị em ơi. Cái hoành 41. Mã số 34. Cái này có giá là 2.100.000. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 35. Cũng là nguyệt quế, lá sắn mông chùm. Chiều cao cũng hết sức dây, 1,5 m. Cái hoành nó được 46.
Cái này mã số 35, có giá là 2.800.000. Cây này cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Chưa vô được. Nè. Cái bàn nó lắc gì. Tiếp theo là mã số 36 nha anh chị em. Cái này cũng nguyệt quế. Lá sắn bông chùm. Cái này tàn đa. Chiều cao được 1m35. Tán ngang được 1m109. Cái hoành được 53. Cái này mã số 36. Có giá là 6.500.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha anh Giang. 6.500.000. Mã số 36. Mã số 36 cũng là mã số hết clip của em anh Giang. Mong anh Giang có chốt cây liên hệ số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em luôn anh chị em. Và ngày em xin kính chúc của anh chị em thật nhiều sức khỏe, em ăn phát tài phát đạt ạ. Dạ em xin chào ạ.